Cô chú anh chị trở lại kênh Nghĩa Phúc của mình. Lâm chào mọi người quay lại kênh Gió Đồng mọi người. Mọi người thì anh em mình hiện nay là đang ở cái nơi mà chắc lẽ là mọi người cũng có không ít nha anh chị tò mò và tìm hiểu muốn anh em mình quay lại. Chắc mọi người mình nói cái chăm là mọi người sẽ biết. Tại vì lúc trước anh em mình đến đây thì đã có ghi lại được những hiện tượng cũng như là những cái hình ảnh mà nói chung là nó không nhiều nhưng mà cũng đủ để thuyết phục để cho mọi người biết là tâm linh là có. Thì hiện nay anh em mình đang ở đây và nói chung thì hôm nay thì theo nhiều anh chị cũng bảo rằng anh em quay lại, anh em mình muốn quay lại. Với lại Lộc cũng xin nói về một số vấn đề ở quay quanh cái ngôi nhà cô gái. Thứ nhất là nơi đó thì anh em mình tạm thời không đến nữa. Tại đây cái những sự việc xảy ra ở đó anh em mình khá là còn, đến giờ anh em mình cũng chưa còn trời đời nó sao ta gọi là chưa có hoàn hồn vậy. Ổn định được cái sự việc cái chưa có. Tại hôm đó về thì mọi người biết thì đến nay mình vậy hai cái tay mình hai vai ngay bây giờ là làm nặng không bao giờ được, làm gì nặng chút xíu là nhức rất là nhức dễ tay không nổi. Còn Phúc quá thì bây giờ nó chưa quá cá thì đó thì anh em mình tại chỗ đó thật sự là từ trước nay anh em mình đi là có nơi đó để giữ. Thì có nhiều người bảo tại sao ở đó có Phật bụng này nọ mà vẫn có ma quỷ, vẫn có ma quỷ. Nói chung thì Lộc cũng có nói sơ về vấn đề đó rồi, tại vì cái nơi đó mọi người biết bỏ quan khá lâu rồi. Anh em mình đến đây thì mình nghĩ chắc ra nơi này đã bỏ quan chừng 2-3 năm gì rồi đó, anh em mình mới đến trong nhà cô gái không? Đúng rồi, nghe người ta bỏ quan lâu mọi người thấy cái gỗ bọn người đã bị mục nát hết rồi, đi mà rất là dễ lọt dò, mọi người biết là cái nơi đó đã ta bỏ lâu lắm rồi chứ nếu mà có người đi đến. Cái điều lạ nhất đó là mọi người cái nhà không có cái gì để đi lên, đúng rồi, không có cầu thang. Nếu mà người ta bỏ lại thì phải có cầu thang không, mà không có, không có đường nào để lên. Cái đó cũng có một giải thích vậy, có thể là cái ý đồ của chủ nhà là không muốn người khác tiếp cận ngôi nhà lên nhà bỏ cầu thang không? Gỡ bỏ cầu thang thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là người ta sợ con này con kia, ta không tạo cái điều kiện, không tạo cái đường đi cho những cái con thú gừng đi lên, chẳng hạn như những con rắn độc này nọ nó sẽ khó lên hơn. Khó chứ phải là không được rồi. Đúng rồi. Lên nhánh cây đó, lên cây bò vô xuống bò vô. Còn nói chung thì có nhiều lý do lắm, rồi có nhiều ý kiến ở đây anh em sẵn đây nói những cái ý kiến của anh chị kêu mình là tại sao không cầu họ lên nặng nhập vô xác. Tuy nhiên thì cái điều đó thì nói chung anh em mình không có khả năng. Trước tiên là Lộc nói là không có khả năng, anh em mình không có cái tài năng mà có thể muốn ai nhập vô là nhập, lúc nào nhập là nhập. Thứ nhất là Lộc nói sẵn là khi một cái vong hồn nào muốn nhập vô cơ thể của chúng ta thì rất là khó, và không phải là mình nói đây có thể động chạm. Không có ông thầy nào mà nói là có khả năng cho nhập là nhập. Chân hăng Lộc ngồi nè, nếu mà ông thầy nào nói chắc nịch một câu là cho nhập là nhập thì Lộc ngồi để cho thử coi có nhập không. Khó lắm mọi người. Thứ nhất là dâm hộp mới có thể nhập được, thứ hai là cái người mà bị nhập đó, cái người bị nhập á là họ không có những nghĩa là nhà, gia đình tổ tiên không gọi là người sao ta, như em là gọi là gì ta, cổ quyền, cổ quyền thất tổ không có cao, có dạng là họ không có ông bà chở che. Thứ nhất, thứ hai có nghĩa là không có người gọi là kêu bằng sao ta, độ mạng này nó đó. Chứ một người khơi khơi mọi người biết là nhập là khó lắm. Có một nói chung là nhập á, là mấy cái bà đồng mà cho lên xác á, mấy cái người đó là phù hợp á. Cái đó thì thường thường là bả, nghĩa là chính bả, cơ thể của bả mới cho nhập. Chứ mà có nghĩa là ai mà mọi người nhiên nhúc phút muốn phút nhập phương phút là nhập, muốn nhập mình nhập chuyện đó là phi lý, không bao giờ được. Đúng rồi, tại vì nếu mà có nhập á, là cái lúc mình mệt hay là cái thân xác của mình yếu thì nó mới dễ nhập. Còn nói chung là bình thường mình mạnh khỏe như anh em mình rất là khó luôn. Nhát thì được nghe, nhát thì chắc có thể, nhát thì là có thể nó nhát được, nhưng mà cho thấy thôi chứ họ đúng không rồi, có dám rồi. Vô tại khi cơ thể chúng mình, con người ta nói khi một con người chín hay ba hồn chín vía lần mà đâu phải chờ muốn nhập nhập, khi mà muốn nhập mọi người thì có thể cái vong hồn đã theo mọi người khá là lâu, họ tiếp cận mọi người, đeo bám cho mọi người. Tại khi mà chúng ta nhận biết cái có vong hồn đeo bám chúng ta hay không á, là thường thường người ta sẽ cảm nhận được. Thứ nhất
là cảm nhận là như là mình ngồi ở đó mình có cảm giác giống như có ai đang nhìn ngó mình. Nói chung là à, lúc nào cũng có người cái cảm giác là cảm giác có người nhìn ngó mình. Thứ hai nữa là mình với mình ở trong phòng một mình, có những cái món đồ nó rơi rớt mà một cách vô gọi là không thể vô lý, không thể giải thích được. Có nghĩa là có người âm đang ở rằng chúng ta, nhưng mà họ không có nhập vô xác được mình, mà họ nghĩa là họ có thể là gần nhưng mà không có vô cái xác được. Đến khi mọi người thứ nhất là bệnh, thứ hai là bạn trong cái nghĩa là ý thức, hoặc là những cái lúc qua bạn yếu chẳng hạn, như là nhiều người bị say xỉn nè, hoặc là nhiều khi bị bệnh rồi, có nhiều cái lý do khác, hoặc là xúc động, hoặc là gì đó, là khi lúc đó con người chúng ta nó yếu thì cái dòng đó nó sẽ tiếp cận vô và có thể nhập, mà ghi nhầm người nó nhập vô nhưng mà không thể đẩy cái linh hồn của chính người chủ ra, thì có thể là cái kia đó khi một người hay nó dựa vô nó, chứ không có nhập hoàn toàn, mọi người nó dựa vô đó. Thì khi mà mọi người thấy có nhiều người nhập mà tại sao mà không thấy nói xuống một câu, mà lúc nói lúc này thì lúc nói cái kia, có nghĩa là hiện giờ là nó chưa vô hẳn, mà nó nghĩa nó dựa, nó nghĩa một bên. Thường thường mới bị nhập thường nó nặng một bên, là tại sao là chưa vô hẳn, còn khi vô hẳn là bình thường mọi người nó chiếm được cái thân xác. Còn mà nghe mới dựa thôi, chỉ có nặng một bên hoặc nó cảm giác như là nó nặng cổ cúc hoặc là cái gì đó thì đó là. Nhưng mà thường á mọi người là nếu mà ấy là nó lạnh sốt, là mình sốt á, thì nói chung là nói về mà nhập á, thì Lộc nói thẳng là Lộc nói là không phải muốn nhập là nhập đâu. Có khi anh em mà đi quay này xui lắm, hoặc là có thể như chẳng hạn như lúc trước Hùng cái dạng là có ông, có những người đi theo, và chính những người đi theo đó nhập thì nhiều, tại vì những người đó là đã là hợp với Hùng, nó theo cái dạng hỗ trợ, hoặc là có nghĩa là nếu có cái trường hợp gì đó thì Hùng có thể nhờ giúp được, tại Hùng nó biết về vấn đề đó. Chứ như Lập với Phúc muốn nhập quay nhập bằng cách nào, xin những lá bùa cầu về họ muốn vô cũng đâu phải vô, hoặc là có thể bạn thì anh em mình khó lắm, nó là rất là hữu quyền họ theo á, họ đúng là độ mạng mình chứ. Khi nói chung là có những cái trường hợp là anh em mình bệnh thôi, yếu hoặc là gặp thì có gặp thôi là bị thôi, còn ngoài ra anh em mình nói chung là gặp hiện tượng này kia thì nói chung là thì ma quỷ rất là bình thường, những hiện tượng bình thường hoặc là họ có thể tác động lên một phần cơ thể. Chẳng hạn tay, họ bẻ tay hoặc họ làm cái gì đó cho gây hại cho cơ thể mình, không bao giờ nhập vô mình được, khó nhập. Rất không phải nó không thể, nhưng mà nghĩa là chưa hợp. Đúng rồi anh em chưa gặp cái dòng nào mà hợp với, có nghĩa là với mình thì họ không vô. Giống như cơ thể bạn mập quá và chẹt mà chui vô một cái cơ thể nhỏ quá cũng không được, mà con người đâu phải con cá con mắm gì đâu. Chứ nhiều người tại sao kêu không bắt những cái dòng đó đánh đuổi họ, thứ nhất là có đuổi được, là có nghĩa là khi anh em sử dụng bùa thì có nghĩa là làm cho cái dòng nó sợ không đến rằng thì đuổi chứ đi. Không có thể nào mà gọi là đánh như làm cho họ tan biến luôn, hoặc là con ma cho bán cá mắm gì đâu, mọi người muốn bắt lúc nào bắt, đúng không? Bắt bỏ vô hũ luôn rồi, không bao giờ. Ông thầy gì á thiệt, những là biết rất là nhiều ông thầy cao bán mà muốn bắt á, những cái dòng hồn mà bị nhập vô xác á, muốn bắt phải rất là nhiều lần á mới đánh đuổi được cái dòng hồn mới ra, chứ không phải là lại gờ mó mó rồi đâu xì xò lụm được cái dòng hồn đó. Không phải con cá mắm nằm trong gỗ đâu, bắt đâu dễ đâu. Lộc nó từng chứng kiến rất là nhiều. Ông Út mình đó, cái đó là ta làm đó giờ là nói chung là cũng, nhưng mà ông đó, ông không bao giờ ông chưa bao giờ ông lên tiếng là ông bắt được. Chưa bao giờ á. Là nói về mà dùng ba chút này là bảy núi, mà dùng ba chút là ông Út là có ông tướng đó, mà ông tướng dựa vô là ông tướng dựa cũng chưa có chắc là nước sôi tắm nước sôi bình thường không phải. Đúng rồi, tắm nước sôi bình thường cũng chưa dám chắc là có thể là gì kêu mà thu phục những cái hồn ma này kia. Họ chỉ là lại, nếu mà người bị nhập á là chỉ lại nói kêu họ xuất ra đi thôi, cũng chưa có chẳng hạn là năn nỉ đó, chưa có vụ mà có lại năn nỉ luôn, là đi xuất ra đi là chính ngoại mình cũng từng là mấy lần luôn á. Nhưng mà khi mà nó xuất ra rồi á thì nó lại vô được, là tại vì không, lúc này thì ông ngoại em á là chỉ lại là năn nỉ đâu, thôi đi ra đừng theo thân xác ra tội nghiệp người ta. Thì khi mà cái đó là cái đạo hạnh ông ngoại em cao, tại vì không làm lúc hai mấy tuổi, bây giờ tám mấy rồi, thì đó nó nói chung là nó, cái đạo hạnh nó cao thì nói chung là hành chắc nó nể sao thì nó xuất ra, chứ không là không có thu phục được luôn đó mọi người, mà chỉ năn nỉ nó ra thôi. Còn ông út thì ông hay về trẻ em. Đúng nói rồi. Anh Dung, nếu mà ở đây mà ai cũng trẻ em mà một bị khó ngủ hoặc này nọ đó thì từ vấn đề về tâm linh á luôn á, mấy là luôn á là chỉ cần gặp ông út cho một lá bùa nuôi, dám nuôi. Tin chắc là về là nó sẽ ngủ ngon liền, tại vì anh em mình vòng vòng đây là nhờ không à, nhờ ông út. Đúng rồi. Tại khi ông út có một lá bùa rất hay mà khi đó bùa đi mọi người đem về, mọi người về xài một thời gian lá bùa nó gắt đi là mọi người sẽ cảm nhận được từ từ liền. Đúng, con bạn sẽ quậy
sẽ bắt đầu có những hiện tượng lạ. Cái đó mũi kêu bằng con sát á. Con sát mà bị gọi là đi theo phát nước. Nó cái đầu nó bự mà mình nó xíu. Đúng nói rồi. Chung là tại chung chụp, nó chụp em bé mọi người, làm bé mọi người để ý đi. Nếu mà bị mà kêu bằng gì đó chơi dớ á là chắc ăn đi là bị con sát nó theo nữa quá. Thôi đây giờ nói chung là đi 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 okay. Giờ anh em mình đi đó mọi người, hai anh em mình nha. Mọi người anh em mình đi qua cái cây chăm mọi người. Cái đường này khá lâu anh em không có lên. Mọi người thấy cái đít của hút không? Lần nào đi cái đít hút nó cũng màu trắng nè. Dơ hơi gì mà. Dơ. Hơn cả tháng rồi chứ nữa gì em, cả tháng rồi. Mọi người thì anh em mình đến đây, thứ nhất là mình xin nhắc lại cái câu chuyện ở nơi đây để cho những người, những anh chị, cô bác nào mà chưa có biết về câu chuyện này mọi người. Thì lúc trước nơi đây á, phía ngoài xa xa ngoài này nè mọi người, thì có người đàn ông, người dân tộc Khmer, là Campuchia trển á, thì đi xuống dưới này cắt cỏ để cho bò ăn. Sáng sớm đi, thì khoảng 5 giờ anh này đi xuống đây mà vô tình anh có nghĩa là bị té, có thể mà gọi là đột quỵ chết, bị bao cỏ đè lên. Thì chết thì sau đó thì gia đình với bên công an Việt Nam và Campuchia có qua cũng này nọ, nhưng mà rồi thì gia đình cũng gọi là xin về, tại vì anh này theo người ta biết, người ta gia đình nói lại là anh này đã bệnh sẵn trong người thứ nhất, thứ hai nữa anh đi mà chưa ăn uống gì hết mọi người. Thì sau đó thì có rất là nhiều anh như những người đi xiệt hoặc là những anh chị đi ruộng ban đêm về đó, thì thấy cái bóng người đàn ông đi hoặc là chạy đi xiệt đi lại thì không thấy. Thì anh em mình có đến đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có nghĩa là mọi người nếu mà đã xem video trên kênh của anh em mình sẽ thấy là những hiện tượng ở nơi đây. Thì hôm nay anh em mình đã trở ra đây với mục đích là hôm nay mình sẽ cố gắng để quay xem coi tìm cách cho người này hiện lên không mà, biết là có được hay không chắc ăn, nhưng mà để thử sẽ gắng lắm sẽ thử. Tại vì cái này mình vừa đọc được cái nghi thức này trong một cuốn sách cổ, là cuốn sách lúc trước là em giữ đó, thì mình không biết là có chắc hay không mọi người. Thì anh em mình sẽ hôm nay thử đây. Bây giờ anh em sẽ quay vòng cho mọi người thấy vòng vòng nơi đây hôm nay như nào mọi người. Cái cây này thì hôm trước là mọi người còn nhớ mà lúc mình lên một mình ở đây thì có bàn tay đó ra từ đây nắm. Cái hôm mà anh em mình đến gần nhất á là khi mà về anh xem á, có cái bàn tay anh thò ra, nhưng mà khi mà anh xem lại camera của anh khi mình đăng lên không có, khi mà sao đây không thấy. Nhưng mà bàn tay thò ra từ đó, đúng rồi, giống như từ trong thân cây không có thấy được camera. Cái cây này là mọi người nó thò ra. Tại vì anh lọt rồi đặt hai camera trước và sau luôn. Hôm nay anh em mình cũng gắn camera nhưng mà không biết được không đây. Không phải, có nghĩa là camera anh em mình nó nằm trên một cái cố định. Cái gió lên. Trước khi mà cào xong thì anh em mình thấy cái cây tự nhiên cũng rất mạnh, đúng không em? Và đây là cái mùa chăm này. Cây chăm này tuyệt đối không có trái. Nếu quả mai có trái á, thì cũng rất là ít. Mọi người tìm đây tìm thử coi cái trái chăm mùa này, mùa chăm mọi người nếu mà về An Giang thì biết là cái mùa này là cái mùa chăm mà người ta chín luôn rồi đó. Bây giờ chưa có bông nữa. Cái cây này hình như là không có trái. Nó chỉ ra lá bình thường thôi. Nhưng mà mọi người cũng biết là cây này nó khổ cỡ nào. Nó già lắm rồi. Nhưng mà trái thì không có. Thì mọi người biết là nó có cái gì đó. Nó mới vậy. Anh em mình có thể đặt cái camera. Chắc là anh em mình chỉ có cái góc này thôi mọi người. Không có góc nào nữa. Không có chỗ nào để đặt hết. Thì tại vì mọi người ở dưới đó nó hủng. Thứ sau đó là cây cối nhiều. Còn phía đây thì cái hồ thì anh em còn không có đường nào đặt ngoài cái chỗ này hết. Chỗ này đặt quay vô. Chỗ này không mọi người. Chỗ này không mà.
rồi anh tính sao? Anh tính đặt ở đâu? Ừ. Y vậy luôn ha. Rồi có người nói phía sau gì nữa không? Nhiều người nói tại sao không đặt phía sau? Tại vì đợt trước anh em mình đến, anh đặt rồi nhưng mà đúng rồi, không thấy gì hết. Ok. Không nha mọi người, để anh em sửa camera để kiếm cái góc nào nó có cố định đi chứ. Ok. Anh em mình coi cái góc nào mà nghĩa là phù hợp. Phù hợp để anh em mình đặt camera mà. Mọi người anh em mình về trước tiên sẽ đặt máy, mà loại đẳng để đặt máy ở đây để anh em xếp đồ các mọi người. Xếp đồ của anh em mình sẽ tính ra dời máy ra sao. Đầu tiên mình bài đồ ra. Máy anh thấy rõ không? Cái đống cho này đó mình đốt ai ta? Chắc mình đó. Chứ đây không ai đến đây đâu. Chắc mình à, đốt chuyện đó thôi. Có khi những người ở đây phải đi ruộng luôn. Chứ ít ai đến đây đó, băng đêm hồng không ai đến. Ở đây cũng là 100 sắc diện mà. Tại vì hai mặt nó 50-50. Trong cái biểu cảm của con người lúc mà còn sống. À, 9 giờ mà vẫn ở đây cũng chẳng còn có người karaoke mọi người. Lúc dưới lộn chứ. Anh lấy cho anh 9 cái đàn cày. 9 cái đàn cày vậy. Cái thương cái này. Mọi người ở đây là sử dụng 9 cái đàn cày. Ủa sao không chuyển qua đêm ta? Chuyển qua đêm anh, chuyển qua đêm mới được. Cái này rồi, coi chưa? Đúng rồi, mọi người bây giờ anh em mình mới đi về dưới lấy vạt lên. Nói chung cái này do sơ xuất thôi mà. Tại thường thường mang ba lô theo anh em mình thường thường trung bình ba lô bị ba cái quạt. Nhiều lắm. Nhưng mà cái này xui chỗ nào. Đi trên này mọi người anh em hạn chế đem theo ba lô. Gần biên giới. Ở đây gần cái biên giới rồi mang đồ thì những chú bộ đội hoặc là những nói chung là cái thời buổi dịch bệnh giờ mọi người biết rồi thì anh em mình cũng tuân thủ cái chuyện ấy thôi, nhưng mà không cái này cũng xa cái biên giới lắm mọi người, chứ không phải là gần đâu, khoảng 2 cây số mới tới biên giới là mình sợ trước thôi. Nó
ôi gió khó đứng quá. Mày chạy ha. Em mượn anh có gì thùng không? Hai cộng dây diễn được cái bột lại thôi. Bột chín hàng là dính rồi đó luôn. Cái này bột chín thì bột anh chiếc ba đồ. Anh em mình mong là anh sẽ cậu được đây em kiếm được bột cái anh. Đây không phải là bùa nha mọi người. Cái này là tiền nhưng mà nên cái mọc ấy thôi nhìn rất là giống bùa. Có cần kem như để đi anh đốt thì mình lại cho anh chính anh cạnh đâu anh cạnh chính cây cày đâu chính cây cày để như thế đẹp không chính cây là chính cây sao cho có chính cây rồi thằng tiền lớn không có đem theo không còn rồi có bữa đem đầy đủ rồi lỗ quá gió không. Còn lại cho tính đứng được nha. Đứng luôn á. Gió quá gió. Em ơi gì đặt nhanh nè, đưa đây. Em ơi định vô luôn hả? Không phải dính nhau nè. Em ơi đặt nhanh nè. Tại gió quá gió. Em cạnh chạy đi đốt được chưa? Đây. Nay trời thì gió không có nhiều nhưng mà có gió khó, gió ít nhưng mà nó hiu này khó cháy qua đàn cày đúng không? Cái đàn cày chống gió nhưng mà khi mà nó cháy mạnh rồi nó mới chống được. Chứ lúc mới đốt thì nó không. Đừng chạy thăm mình. Có gì tung bụng cái một à, có gì tung nè chào má đứt chín cái tim mình, đục cũng hơi lộn một
mình cầm máy quay gần cho người xem coi cái chỗ mình trộn mà ăn thấp cái nhà đi. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ hạ với cái đèn, chết rồi, tắt cái đèn cái gió em, giờ nó sẽ khó tắt lắm mình. Tại vì do là chính cái đèn cày này nó kết hợp nhau thì khó tắt lắm. Giờ mình sẽ là ra ngoài đặt máy và chuẩn bị cầu mọi người nè. Em quay cho mọi người thấy cái chỗ này mình thấy chỗ mình cầu. Gió quá cho nên đồ nó không, anh em mình không có thể nào mà để nó ngay ngắn được. Tại khi gió đến thì mọi thứ nó sẽ di chuyển đi. Nên mình sẽ bắt đầu hạ đèn xuống. Okay. Gió lớn đèn cày cháy mau quá. Sao máy bị nghiêng quá vậy? Em hạ đèn em luôn đi. Mình có máy quay đêm mà. Anh cho nó quay điện tâm này nó hoạt động bình thường không? Ok. Tắt bớt cái đèn được. Bây giờ chắc mình nghỉ chút cũng khoảng 10 giờ mọi người. Thì anh em mình sẽ đọc bài cầu. Thì cách thức này là mình cũng đọc được từ trong một cuốn này. Cái xuống biết chơi rồi. Oh,
Mình nghĩ cái đó kéo nhưng mà mình cho đúng rồi, vừa đứng dậy nó lấy hai lá bùa nó rớt luôn. Cái gì? Cái máy em à? Tắt hả? Tự nhiên tắt luôn. Ngồi giờ. Ở đây thì anh em cho hiện nhưng mà anh em mình không thấy, không biết như thế nào. Không biết có hiện hay không. Nhưng mà lúc bị kéo là có kéo, y như những lần trước kéo mình. Ủa mạnh lắm á. Ừ. Ngồi bên kế bên mà em. Anh em mình đốt ba đồ này cái đi. Mình nghĩ họ kéo mình nhưng mà mình thôi. Gì vậy em? Có sao không? Có sao không? Chơi với. Mình nghĩ là họ có ở đây đó nhưng mà họ không có. Anh em không thể thấy được, anh em mình nghĩ cái bài cầu này cầu có thể họ nghiện lên nhưng mà không mọi người. Thất bại. Không biết quá. Không có thấy được cái gì luôn. Nói luôn nãy giờ. Chỉ có lúc đó anh bị kéo rồi chứ anh không. Chứ gì sao không có cái gì nó chết lại bị chết giới. Thì đó. Dịnh em hay gì? Chết giới rồi. Tiếc rằng anh em không biết trong máy quay đi mất quay được cái gì không, nhưng mà mình thấy là nãy giờ anh em mình không có thấy gì rõ ràng cả. Sao vậy? Anh tính sao vậy? Hôm nay tôi thấy làm nó không có thành công gì vậy. Chứ không có điều gì nó gọi là như hổm. Trong khi đó anh em mình đã rất là nhiều đồ. Và cái bài cầu này là mình cũng được một trong cuốn sách mà cổ ghi lại. Chú kỳ hay là mình làm không đúng vậy anh? Có nào mình làm không đúng không? Không biết nữa, nhưng mà cái sự mà hồi hiện lên thì anh em không thấy. Bộ cúng mình đâu rồi? À, để mà kia không á? Mà kia hả? Ừ. Nói sách là đó anh để. Chào mọi người, anh em mình chắc là đi kết thúc video. Thật sự cái video này chưa anh em mình thấy chưa? Sao nữa? Tại vì không biết mình có làm không có đúng một cái điều nào phần nào mà. Không biết nữa. Nhưng mà tiếc là rằng anh em mình tâm quyết của nay là đúng rồi. Thôi bây giờ anh em mình về, có gì anh em mình sẽ tâm sự mọi người sao. Ok, coi video lại rồi. Cái giờ anh em mình có mà chưa chắc video này anh em mình đăng không? Để coi lại. Ok, tiếp. Ok. Chào mọi người, hẹn mọi người vào những video tiếp theo mọi người.